bước chân nào nhẹ nhẹ lướt qua đây, như nắng ta bao chiều trên núi tu hôm nào mẹ hiền gánh gan quăng dây tiếng ru đứa con đầy buồn đời nhọc nhằn chấm lo đàn sát sao từng lá vàng cuốn theo dần bay. Nhớ sao biết bao vui buồn ngày thơ giờ đã xa tầm tay. Tôi cảm thấy tôi rất là phấn chấn và rất là vui. Ba anh em tôi đoán được hết trơn bốn người này. Nhưng mà cái người mà ca giống nhất một nghệ sĩ mà ba anh em chúng tôi đều tấm tắc khen, đó là anh Hoàng Phước. Tôi nãy là tôi nghe ảnh cất cái giọng là người đó, trời ơi anh Nam Thanh Tuấn. Câu đầu tiên anh Nam Thanh Tuấn rồi. Bước nhỏ đường xưa, con muốn tìm lại cho mình bao bóng hình kỷ niệm. Tôi nghe nhưng mà tôi rất là cảm động vì tôi thấy ảnh bị khiếm thị. Không biết là anh làm nghề gì ạ? Phước cũng là làm nghề nghệ sĩ, cũng nghe đi đờn ca biểu diễn phục vụ cho mọi người. Đờn ca tài tử.